Hẳn bạn đã biết The Seven, nhóm siêu anh hùng yếu tố nhất nước Mỹ. Họ là những siêu chiến binh với sứ mệnh bảo vệ nhân loại, không chỉ khỏi những thế lực thù địch như khủng bố, mà còn khỏi sự độc hại đến từ chính mỗi con người. Để mai rũ nên những hòn ngọc sáng như vậy từ những viên đá thô, không thể thiếu đi một nền giáo dục hoàn hảo và đó là nguồn gốc của ngôi trường đại học danh giá Golden Kin. Đây là nơi nuôi dưỡng những tài năng thiên phú, được Chúa ban cho siêu sức mạnh thông qua hợp chất vi của tập đoàn Vought. Những siêu anh hùng như a -Train, The Deep đều là cựu học viên của Gordon Kin. Gordon Kin cùng với MIT, Cambridge và Oxford tạo thành tứ của các trường đại học ở Golden King, top 10 học sinh ưu tú là những ứng cử viên sáng giá nhất cho The Seven mai sau. 10 học viên này được dẫn đầu bởi Golden Boy, aka Human Torch, người mà cơ bản là chỉ có thể cháy lên, đốt hết quần áo và đứng đó cùng với con cu bốc lửa literally. Jordan có siêu năng lực là chuyển giới và cuối cùng là Andre, aka Magneto nhưng yếu hơn. Ngoài ra, trong nhóm ưu tú này còn có thêm Kate với siêu năng lực là thao túng tâm trí và cũng đồng thời là bạn gái của Golden Boy. Đây là Mary vào kỳ kinh nguyệt đầu tiên của mình khi đang ở tuổi 12 cô đã phát hiện ra mình dậy thì muộn và có khả năng điều khiển máu. do chưa kiểm soát được năng lực, cô đã vô tình lấy đi mạng sống của bố mẹ mình. đó là chuyện ngày xưa. còn bây giờ, Mary đang ở trong trại quản thúc cho những người có siêu năng lực không cam tâm sống ở nơi mà chó ăn đá gán sỏi này. Mary muốn trở thành một người hùng để nối lại liên lạc với đứa em gái thất lạc của mình, nên cô đã ứng tuyển vào đại học Golden Kin và nhận được học bổng toàn phần. bạn cùng phòng của Mary ở đây là Emma, một sinh viên có khả năng thu nhỏ và là một youtuber chuyên làm vlog kiểu giấy mền phiêu lưu ký. Mary ước ao về một tương lai sán lạn ở Golden King, nhưng cô ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh vì cô không có tên trong khoa phòng chống tội phạm. Giáo sư Brink, người giảng dạy của khoa này, đã từ chối Mary vì cô không đáp ứng được bất cứ yêu cầu nào của khoa, chẳng hạn như là không có bố mẹ làm to, không có siêu năng lực hấp dẫn và không có tài khoản Insta. Đêm hôm đó, trong lúc đang buồn bực về chuyện hồi chiều, thì Mary phát hiện ra một chàng trai đang chạy như một thằng điên bằng qua khuôn viên trường. Theo sau là rất nhiều cảnh sát. ngay cảnh cảnh sát bảo rằng là cậu ta ngáo đồ mari dùng năng lực của mình cầm chân cậu ta chàng trai thét lên bé không về woods đâu rồi bị cảnh sát mang đi hành động dũng cảm của Marie đã lọt vào mắt andre và khỏi phải nói là andre ấn tượng phết cơ mà Marie vẫn phải học khoa nghệ thuật biểu diễn nơi đào tạo những con người có siêu năng lực đi làm truyền thông thay vì đi cứu người tức là kiểu sân khấu nghệ thuật nhưng mà siêu năng lực Marie không thể chịu nổi phong cách học tập này và rủ emma bỏ đi nhưng emma từ chối vì năng lực của cô khá là phế và cô biết thân biết phận thế là mari đi một mình và vô tình gặp lại andre anh mời cô tối nay cùng nhóm ưu tú trốn ra khỏi trường đi ba đây là cơ hội nghìn năm có một và emma suối mari nên tham gia để bú phim cũng trong lúc này golden boy đến gặp giáo sư bring anh đã được ông ta tiến cử vào the seven và sẽ gia nhập vào đó trong thời gian tới nhưng chả hiểu sao nom golden boy không vui cho lắm tối hôm đó mari cùng nhóm dân chơi gồm golden boy kate andre và jordan đi chơi tại quán bar trong lúc lấy le với gái andre bị ai đó huých phải và vô tình cắt đứt cổ một người khách biết rằng đây sẽ là một vụ tai tiếng vờ lờ cả đám vội kéo andre bỏ trốn còn mỗi mari ở lại cô sử dụng năng lực của mình và cứu sống được nạn nhân và được mọi người quay clip lại. Thế là trong một đêm, Mary một bước trở thành người nổi tiếng của trường. Cứ ngỡ đây sẽ là cơ hội để cô được vào khoa phòng chống tội phạm. Thế nhưng giáo sư Brink lại cần một con cừu tế thần cho vụ bê bối và Mary chính là người mà ông ta chọn. Ông ta muốn hy sinh một đứa nhóc vô danh để bảo vệ cho mấy chú ngựa đua của mình và Mary lại còn có quá khứ bất hảo sẵn. Cô bèn tức tối bỏ đi. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, cô quyết định trở lại nói chuyện cho ra nhẽ thì lại đúng lúc Golden Boy đang giết giáo sư Brink Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta đã định giết người giết khẩu. May mắn là có Jordan đứng ra ngăn cản. Anh hoặc là cô họ cái gì cũng được biến đổi giữa hai giới tính mỗi giới tính là một sức mạnh khác nhau và tạm thời cầm chân được golden boy nhưng cũng chỉ được một lúc jordan bị đánh bại golden boy đuổi ra ngoài sân và gặp andre andre cố thuyết phục golden boy dừng lại golden boy rơm nước mắt ôm bạn mình và bảo là bố andre đang có ghế ep one for this chair giải pháp cho nỗi lo về xương khớp với những tính năng chuẩn công thái học nhưng mức giá chưa đến 4 triệu đồng ep one for this chair là lựa chọn tuyệt vời với học sinh sinh viên và cả nhân viên văn phòng em bé này sở hữu cơ chế ngả lưng true tilt ba cấp độ phù hợp cho cả chơi game bình thường chơi game nghiêm túc và học hành làm việc. Cách tùy chỉnh thì cũng khá là cơ bản nhanh chóng dễ dùng, không tốn thời gian lọ mọ. Lưới breath mesh thông thoáng, phù hợp với khí hậu Việt Nam, giúp hạn chế mồ hôi và vi khuẩn. Không chỉ vậy, lưng ghế còn được chia làm hai phần để nâng đỡ nửa trên và nửa dưới của cột sống và đúng tư thế, hạn chế những tổn hại về xương hân hẳn so với lưng ghế bình thường. Bệ ngồi khá rộng, có thể lót thêm đệm để phòng chống trĩ. cộng thêm bệ xoài chân tru giúp bạn không phải vặn vẹo khi mà muốn trồm tới lấy cái gì đấy. Chân ghế linh hoạt chịu được tới 250 kg, nhưng lưu ý là ghế này chỉ khuyến nghị cho một người ngồi, đừng rủ bạn bè nhún nhảy trên đấy. Không chỉ vậy, khi áp mã trên màn hình bạn còn được giảm hẳn 900k khi mua ghế tức là giảm hẳn 25% và với tư cách là một người có quá nhiều bệnh văn phòng tôi khuyến nghị mọi người hãy đầu tư cho góc làm việc của mình càng sớm càng tốt vì một ngày 24 tiếng thì ngồi làm việc 8 tiếng rồi hãy yêu thương bản thân mình đúng cách chia sẻ riêng đấy khách họ trả bốc mấy câu này đâu quay trở lại vấn đề thì golden boy bảo andre là bố andre đang giữ một thứ quan trọng anh biết là mình không thể thoát khỏi vụ bê bối giết người này và kế hoạch của anh cũng không hoàn thành được nên là anh bay lên trời đón tết sớm mọi người ở dưới nhận một cơn mưa thịt viên ranh một golden kin đã chết cái chết của Golden Boy làm cả nước rúng động nhưng che đậy những vụ việc như thế này thì là chuyên môn của Ashley chủ tịch Ford hiện tại à đã vẽ ra chuyện Golden Boy phê thuốc Andre và Mary sẽ là người hùng đứng ra ngăn cản còn Jordan người thực sự có công thì sẽ bị bỏ qua bởi vì năng lực của anh ta thì không được nhiều nơi chấp nhận Ashley muốn che đậy mọi chuyện để bảo vệ cho Woods cơ mà Woods là gì thì vẫn chưa rõ hẳn trở lại với Golden Kin Andre giờ là top một trường và Mary cũng trở thành năm nhất đầu tiên lọt vào top 10 truyền thông bắt đầu để ý đến Mary và hiệu trưởng Shetty cũng vậy bà ta biết rõ Mary là ai và lý do thật sự khiến cô bất chấp tất cả để trở thành người hùng ba bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt cho mari trái ngược với ngôi sao đang lên kia jordan buồn thối ruột vừa mất người thầy yêu quý vừa bị cướp công mà còn tụt ranh xuống top năm cô vớt vát chút nào hay chút đó jordan tìm mari và mong cô sẽ kể công cho jordan trong buổi phỏng vấn sắp tới tuy nhiên trong buổi phỏng vấn vì bà host chương trình khích tướng mari trong cơn xúc động đã nhận hết hào quang về mình khiến jordan khá là tức giận về phần kết bạn gái của golden boy cô tin rằng có ẩn khúc đằng sau hành động của golden boy vì thế cô đã rủ andre cùng nhau điều tra andre nhớ lại lời của bạn mình trước khi chết sau khi cân nhắc anh đoán ý của bạn là chỉ bức tượng bố anh trước khuôn viên tại đây hai người tìm được một chiếc điện thoại chứa vlog của golden boy trong vlog golden boy bỏ rằng sam anh trai của golden boy vẫn còn sống chứ không phải là đã tự tử như vod nói với anh và sam đang bị nhốt ở the woods một cơ sở nghiên cứu nằm ngay bên dưới trường golden king nơi bọn họ thí nghiệm lên các siêu nhân andre nhận ra sam chính là thanh niên mà anh và marie đã ngăn cản hôm nọ ngay trong đêm hôm đó andre đã đột nhập vào phòng của giáo sư bring để điều tra và bỏ lỡ buổi phỏng vấn cùng với marie trên truyền hình khiến bố anh cực kỳ tức giận nhưng Andre muốn tìm ra sự thật đen tối đang nằm dưới ngôi trường này. Anh bám theo một vài tên ăn mặc kỳ lạ xuống một tầng hầm, nhưng xui bị chúng phát hiện ra và không chế ngay lập tức. May mắn là Kate có mặt kịp thời và giải cứu Andre, nhưng cô cũng ngất đi ngay sau đó vì sử dụng quá nhiều năng lực. Ở một diễn biến khác, Emma đang đối mặt với khủng hoảng trầm trọng khi những bí mật của cô đã bị những người bạn xấu phơi bày. Cụ thể là để mà sử dụng khả năng thu nhỏ, cô buộc phải nôn ra và muốn to ra thì phải ăn vào. Ngày hôm sau, buổi lễ tưởng niệm giáo sư Bring diễn ra. Mẹ Emma đến tận trường để gặp cô và đề nghị bẻ lái dư luận về sức mạnh của Emma, nhưng mà cô không cần. Về phía Mary, cô dần trở thành con tốt của hiệu trưởng Shetty trong việc lấy le với các quan chức cấp cao, khiến cô dần nhận ra thế giới siêu anh hùng không đơn giản như cô nghĩ. Bữa tiệc tưởng niệm cũng chỉ là cơ hội để các phụ huynh PR cho con cái mình với các quan chức cấp cao. Tiếp tục với Emma, cô được Andre tiếp cận và chia sẻ câu chuyện về Sam. Anh nhờ Emma thu nhỏ lại và tìm hiểu về The Woods. Emma nhận lời ngay, cô đột nhập vào The Woods và tìm được Sam. Anh trông có vẻ hơi điên, kiểu điên thật ấy, nhưng bản tính thì khá hiền lành và không hề làm hại Emma. Trở lại với bữa tiệc, bố Andre đã nhận ra con mình rất là thiếu tập trung và hỏi lý do Andre bàn kể chuyện của anh em Golden Boy cho bố Thì nhận ra ông cũng biết về The Woods Ông liền bảo con trai ngậm mồm vào nếu không muốn họa lầm đầu Sau đó Andre đi tìm Marie Lúc này đang ngồi cùng Kate và Jordan Chán ngán với cái mặt nạ thảo mai mà hiệu trưởng bắt cô đeo Marie kể cho họ về quá khứ của mình Khiến Jordan và Kate cũng cảm thấy đồng cảm với cô hơn Nhưng khi Andre kể chuyện anh đã nhờ Emma Thì mọi thứ trở nên rắc rối hơn rất nhiều Về phần Sam và Emma Một đám cảnh binh đột nhiên lao vào khống chế cậu Emma thấy Sam bị tấn công thì lao vào trợ giúp, cô chui vào lỗ tai một tên và đục thủng não hắn ta. Nhưng một đám lính mới lại tới, Sam và Emma buộc phải làm gì đó để muốn thoát khỏi đây. Đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong ba tập đầu tiên của Gen V. Liệu điều gì sẽ xảy ra với các cô cậu sinh viên sau khi đã lún quá sâu vào những rắc rối? Câu trả lời sẽ có vào thứ năm hàng tuần trên Amazon Prime hoặc là các kênh phim không trả phí nào đấy ở Việt Nam. Đây là vịt. Xin chào và hẹn gặp lại.